Cảnh báo, có kẻ lạ mặt xâm nhập vào lãnh địa của loài máy chơi game chúng ta. Mau ra ứng chiến. Hả? Khốn kiếp. Là cái lũ kinh dị đây. Cuối cùng bọn chúng cũng đã tới đây. Đúng vậy, bây giờ tới phiên các ngươi sẽ trở thành con mồi cho bọn ta. Nào, các con của ta, các con đói chưa? Hãy tiến tới và xé xác bọn chúng cho vào bụng hết đi. Tên khốn kia, tai tình lo bấm bấm men chứa mi kia. Ngươi là con cháu của Speakerman tai tình. Tại sao ngươi lại tấn công chúng ta? Chúng ta dù có mất mạng cũng phải bảo vệ lãnh địa của mình. Lũ khốn kiếp, cảm ơn. Ta không phải là con cháu của ai cả. Từ nay, ta sẽ có tên là Titan Zombie Man. Và ta sẽ cùng con cháu của ta ăn sạch lũ thịt các loại Titan Skibidi các ngươi. Đau à, bọn chúng hỗn tợn quá. Không hay rồi. Thủ lĩnh Titan máy chơi game ơi, làm ơn hãy cứu chúng tôi. Mẹ kiếp, thịt chết tiệt lo lét đi. Giặc Tô Gan tấn công vào địa bàn của ta, ta sẽ phanh thây xẻ thịt ngươi. Cuối cùng ngươi cũng đã chịu lộ diện tại tận máy chơi game mà. Chưa biết ai sẽ phanh da xẻ thịt ai đó. Đến lúc rồi, cả thế giới tại tận Skibidi này sẽ thuộc về ta. Ta sẽ nghiền nát và nhai đầu hết tất cả các ngươi. Chết đi. Thủ lĩnh, mau, tới giải cứu thủ lĩnh của chúng ta. Đúng là một lũ rác rồi không biết tự lượng sức. Các con của ta hãy xé xác bọn chúng, rồi chúng ta sẽ tiếp tục đến với mục tiêu tiếp theo. Ta biết rồi. Cảm ơn người Blackman thuộc hạ của ta đã báo cáo chuyện này cho ta. Thật không ngờ lũ khốn kiếp Zombie Man đó đã tới sát gần đây. Nhưng cứ yên tâm, ta đã nhờ sự hỗ trợ của các Titan khác rồi. Họ tới rồi kìa. Này, Titan bóng đèn, người kêu bọn ta tới đây làm gì vậy? Bọn người bị gái bỏ hay là bị thiếu nợ ai? Định kêu bọn ta tới đây mượn tiền chứ gì? Đúng rồi đó, tự dưng đang làm đẹp, sơn móng tay móng chân, chưa kịp khô nữa, đã bắt di chuyển một chặng đường dài tới đây rồi. Hai, rốt cuộc ngươi đã gặp chuyện gì? Hai người bình tĩnh đi, đừng đón già đón non nữa. Nghe tôi nói nè, hai người còn nhớ Titan Speakerman có một đứa con có tên là Lo Bum Bum Man hay không? Tôi có biết vụ đó. Hình như tên con đó đã phản bội lại Speakerman và hắn biến thành một thực thể zombie thì phải. Đúng rồi. Bây giờ hắn đã trở thành một Titan Zombie Man dữ tợn. Hắn đã tiêu diệt rất nhiều Titan Skibidi trong chúng ta. Chưa hết, hiện giờ hắn đang náo loạn bên phía lãnh địa của Titan máy chơi game, sát bên lãnh địa của tôi. Làm ơn giúp đỡ tôi đánh bại thứ đó. Nếu không, hắn sẽ tràn qua đây tiêu diệt luôn loài của chúng tôi. Mẹ kiếp, có chuyện đã xảy ra. Bấy lâu nay tôi sống gần ranh giới của loài người nên không nắm bắt được thông tin gì cả. Bây giờ phải làm sao đây? À đúng rồi, Titan Cameraman đâu? Cả Speakerman và TV Man nữa. Họ là những Titan cổ đại, chắc chắn họ sẽ không để chuyện này xảy ra. Không được, chúng ta không thể trông chờ vào những Titan cổ đại đó. Không biết mấy tháng nay họ đã gặp chuyện gì. Tôi đi tìm họ nhưng vẫn không thấy một ai. Bây giờ chúng ta chỉ trông chờ vào bản thân của mình mà thôi. Được rồi, vậy hai người hãy nhanh chóng theo tôi. Tôi sẽ dẫn qua lãnh địa láng giềng của loài máy chơi game để chúng ta cùng nhau hợp sức tiêu diệt lũ Zombie Man đó. Đi từ từ thôi, chờ tôi với. Móng tay móng chân của tôi sơn còn chưa khô đấy nè. Trời đất ơi, TV vô mệnh, điệu thì điệu vừa vừa thôi chứ, đi đánh nhau mà còn sơn móng tay móng chân làm đẹp nữa. Nhanh lên đi. Kì, lũ Zombie Man chết tiệt kìa. Nhanh, tới cứu những người máy chơi game nào. Mẹ kiếp, lũ người sát sâu. Chúng mày, đừng hòng đụng vào các liên minh đồng đội của bọn tao.
Chết tiệt, tôi đã cho bọn chúng bóng hơi hết rồi. Còn tên Titan Zombie Man nữa. Hắn ở đâu rồi? Thịt khô kiếp sát sống khổng lồ. Ngươi mau ra đi. Bọn ta đã tập trung tới đây một lúc để lấy cái mạng chó của ngươi đi. Là các cậu à, dừng lại đi. Bọn chúng đi rồi. Titan mấy chữ kiếp còn sống kìa. Đây, cậu có sao không? Khổ kiếp, Titan Zombie Man đi rồi à? Hắn đã đi đâu chứ? Chết đi, không lẽ hắn đã qua lãnh địa của loài Blackman bóng đèn tôi đây? Nhưng lúc nãy chúng ta di chuyển không thấy bất cứ kẻ nào cả. Thủ lĩnh Titan Zombie Man cùng với thuộc hạ của hắn đã tới lãnh địa của loài Computer Man rồi, chỉ còn vài tên ở lại đây ăn thịt chúng tôi mà thôi. Khốn kiếp, không được rồi, chúng ta phải cấp tốc lên đường, tìm bắt được tên Titan sát sống đó, phải giết chết được hắn, nếu không thế giới của chúng ta sẽ tan tành mây khói. Được, chúng ta lên đường tìm hắn thôi. Nhưng khoan, Titan máy chơi game, cậu ấy bị thương rất nặng. À đúng rồi, thì vì vô mạnh, cậu là con gái, dịu dàng, vậy thì hãy ở lại chăm sóc cho Titan máy chơi game đi. Hai bọn tôi sẽ lên đường tiêu diệt tên khốn kiếp đó. Dừng lại, hắn mạnh lắm, không đơn giản như các cậu tưởng đâu. Nào, ông cãi họ lại đi, Titan TV vô mạnh. Trời ơi, cơ thể của cậu bị gặm nhấm nát bấy hết rồi kìa. Hãy yên tâm nghỉ ngơi đi. Mặc kệ hai cậu ấy, Titan Laser rất mạnh, chắc có lẽ không sao đâu. Không được, phải đuổi theo, ngăn cản họ lại. Nếu không kịp thì phải giúp đỡ họ mới tiêu diệt được hắn. Tôi không sống được bao lâu đâu. Người của tôi như thế này, tôi không tồn tại được nữa. Đúng rồi, hãy hấp tụ tôi, hãy nuốt chửng tôi đi, sẽ giúp cậu mạnh hơn. Làm đi, TV vô mạnh. Cậu nói cái gì vậy chứ? Tại tình mấy chơi game, một cậu bị điên rồi à? Không đâu. Trước sau vậy, tôi cũng chết. Nếu cậu không mạnh lên, giúp đỡ Tại tình là gì và Tại tình Blackman, thì hai cậu ấy cũng sẽ chết dưới tay của tên Tại tình Jimmy Man mất. Ra đi. Tôi được rồi. Các con của ta, các con cảm thấy có ngon hay không? Nếu mà no rồi thì hãy ở đây nghỉ ngơi một chút. Lát nữa chúng ta sẽ tiến thẳng vào bên trong, hủy diệt luôn tên Titan Computer Man. Nhanh lên đi, Titan Laser. Hắn kia kìa, thấy tên khốn kiếp Titan Zombie Man rồi. Bê kiếp, chừng kẻ nào đây? Titan bóng đèn, Titan súng laser. Hay lắm, các người tới đây, ta đỡ mất cậu phê đi. Còn cháu của ta đâu? Tiến lên, cảnh nhắm cơ thể bọn chúng đi. Titan laser, cậu dùng đạn mạnh lên, sao yếu quá vậy? Chết tiệt. Lũ chúng mày, nghĩ tao đơn giản như vậy à? Một tên, bây giờ tên khốn kiếp đứng đằng xa bắn lén kìa. Mẹ kiếp, tao không giết được mày, tao sẽ xóa sạch con cháu của mày. Chết đi, lũ người sáng sống, lũ zombie man khốn kiếp. Không, tao chết tiệt, tao bắt theo. Người dám dùng mưu hẹn kế bảo hại thuộc hạ của ta, chết hết đi. Khốn kiếp, ta chết tiệt, người mới là kẻ khốn kiếp đó. Dừng tay lại, không được hại những đồng đội liên minh của ta. Cái gì thế kia? Một tên đàn bà, một tài tình TV vô manh hay sao? Người to gan dám tới đây nộp mạng. Người đừng khinh thường ta là đàn bà yếu đuối, người nhầm rồi đó. Đúng, trước đây ta là tiếp
Hả? Chết tiệt. Sao ngươi mạnh thế này? Không thể nào. Cơ thể zombie ta là bất tử. Ta không bao giờ bại dưới một tay tình Skibidi tầm thường cho ngươi đâu. Ngươi quên rằng trong thế giới này có sự tương sinh tương khắc. Thứ cơ thể zombie của ngươi được cấu tạo từ thứ virus gây dịch bệnh, chỉ cần ánh sáng đỏ từ những chiếc